xa xôi của Tổ quốc. Những lời khích lệ của các bạn là niềm vui, là những cái gì mà tôi có thể làm được cho quê hương đất nước của mình, để nói lên những cái sự thật và đập tan những cái âm mưu, những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là cái đám bao que xỏ lá, cái đám mà chống cộng mất dạng, cái lũ mà ngoan cố. Các bạn thấy nước Mỹ như tôi đã nói, nó đâu phải là một cái thiên đàng, nó đâu phải là một cái thiên đường mà những cái thành phần mà chống cộng, những cái thành phần mà bao que xỏ lá nó đang tiến triển đó. Nước Mỹ nó cũng có ổ gà vậy, các bạn thấy cái đường xá nó cũng có ổ gà đấy, nó sụp sệt tùm lum hết trơn. Đâu phải nước Mỹ qua, lên qua Mỹ là lên thiên đàng đâu. Bởi mấy cái đám mà bao que xỏ lá chống cộng ở Mỹ đó, tụi nó rất là bức xúc, nó rất là sợ khi nói lên sự thật của nước Mỹ, khi nói lên cái mặt trái của nước Mỹ. Người Mỹ thì họ rất là chấp nhận, họ chấp nhận cái sự thật, họ sống, họ thực tế và thực dụng. Bởi vì họ biết trong cái khó nó có cái khôn. Và cái con người Mỹ nó tập luyện con những đứa trẻ đó từ thở nhỏ rồi, sống là phải biết đứng trên đôi chân của mình, phải biết nhìn vào sự thật. Có những đứa nó sinh ra trong sự nghèo khổ, nhưng mà nó lớn lên nó thành công, bởi vì nó hiểu được giá trị của cuộc sống. Nó không có chịu ngồi đó để ăn bám vào trong phúc lợi xã hội, ăn bám vào những cái gì mà nước Mỹ nó ban cho. Người Mỹ họ tạo dựng lên những cái phúc lợi xã hội, là các bạn biết, nó để giúp đỡ những cái người mà họ kém may mắn, để họ có thể đứng trên đôi chân của họ trong một cái thời gian ngắn. Nhưng những cái thành phần mà bao que xỏ lá chống cộng rồi, tụi nó rất là điệu giả và xảo trá. Một tí nữa tôi sẽ quay cho các bạn thấy những con đường ở trên đất Mỹ, có những khu đường ổ gà nó bể nát hết trơn. Đâu phải là chính phủ lúc nào cũng lo cho dân hết đâu. Nếu mà dân không đóng thuế thì chính phủ nó không bao giờ lo. Dân phải đóng thuế. Và người Mỹ họ hiểu được vấn đề này. Anh có một được cái con đường tốt, con lộ tốt, anh được phục vụ tốt, anh được những cái gì tốt, là anh phải bỏ tiền ra, rồi anh đóng những cái tiền thuế vào trong đó để anh phục vụ. Tại sao Mỹ nó có gọi là sale tax? Các bạn biết sale tax là gì? Sale tax là một cái tiền thuế mà người mua phải trả. Những cái tiền thuế này người ta đóng vào trong đó để trong thành phố đó nó xây dựng thành phố, nó xây dựng đô thị. Nhưng nếu mà không đóng vào thì làm gì có, đâu phải tự nhiên trên trời mà nó rớt xuống đâu. Nó không có như vậy, ở Mỹ nó không phải như vậy. Nhưng đa số những thành phần mà nó ăn không ngồi rồi, nó hưởng phúc lợi xã hội của Mỹ, vì mấy tám này nó cuồng Mỹ dữ lắm. Những cái thành phần này, xin chào chị Nhung Hồng, những cái thành phần mà bao que xỏ lá mà nó qua Mỹ, nó ăn bám cái phúc lợi xã hội của Mỹ, nó rất là sợ cái mặt trái của Mỹ. Tại vì nó đi về Việt Nam hay nó lên mạng lúc nào cũng nổ hết. Nó nói là ở Mỹ là thiên đường, đóng tiền, đóng thế, người khác đóng vào thì nó ăn thôi, nó lợi dụng, nó ăn nữa. Các bạn thấy, các bạn gõ vào trong Google mà thấy những thành phần mà Việt Kiều Mỹ đó, nó lừa đảo phúc lợi xã hội của Mỹ. Phản vào thập niên, các bạn biết, 90 á, dân Việt Nam mình, tôi nói chung là toàn nước Mỹ, nó lừa việc phúc lợi xã hội cho Mỹ rất là dữ dằn. Cho nên trong thời gian đó Mỹ nó thấy được những cái mà lừa bịp gì đó, nó đánh rất là mạnh. Cho đến năm 2000 thì nó giảm bớt được. Dù vậy thì lòng tham con người nó vô đáy mà. Đấy. Nó đâu phải mấy cái thành phần mà chống cộng, nó phải nói tụi nó làm giống như là nó là thánh thiện vậy. Nó đi qua Mỹ là nó cái gì nó cũng tốt hết rồi, cái gì nó cũng ngon hết rồi. Nó đâu phải như vậy đó. Các bạn thấy trên một cái con đường trắng nhựa rất là đẹp. Đây là một con đường trắng nhựa mà những người khác họ đóng thế vào,
họ đóng những tiền siêu cao thế nào. Bên Mỹ này các bạn biết, khi có một cái nhà đó, bất cứ làm chủ một miếng đất, dù không còn biết đất đó nông nghiệp hay đất gì, là phải đóng thuế. Thằng Mỹ nó hay chỗ đó, ai mua ai vào nước Mỹ của nó mua đất mua bất động sản đó, là nó bán hết, nó bán hết, tại vì người ta mua rồi người ta phải đóng thuế. Các bạn thấy như ông Phạm Đình Nguyên vậy, ông mua một thị trấn của mình dưới giá gần 1 triệu đô, thằng Mỹ nó vẫn bán, thằng Trung Quốc nó qua nó mua mua những cái khu đô thị, những cái khu vực mà nó sầm uất đồ, nó mua dữ dằn lắm, nó mua thằng Mỹ bán. Tại vì khi thằng Mỹ nó bán gì nó đâu sợ đâu, anh đâu có khiêng miếng đất nó về cho quốc gia anh được. Đấy, nó bắt cái người đó phải đóng thuế. Thành ra thằng Mỹ mục đích của nó làm sao là nó phải lấy thuế. Cái cách lấy thuế của nó rất là hay, bởi vì nó có tiền, nó muốn làm gì cũng được hết, nó chỉ cần bẻ một xu thôi là nó có thể làm được rất là nhiều chuyện. Trong cái cuộc sống hàng ngày, cái xã hội, đây là những cái con đường các bạn thấy có những cái khu vực mà người ta không thể, nó không thể nào mà nó làm lộ cho người ta đi được, tại vì người ta không đóng thuế thì không thể nào có được những con đường gì để đâu mà đi. Cho nên ở Việt Nam có nhiều người mà không thích chế độ, không thích nhà nước Việt Nam, cứ ngồi đó chờ xung đột, không bảo là tôi đi chợ tôi mua xăng tôi đóng thuế vào trong cái tiền đó thì chính quyền Việt Nam, nhà nước Việt Nam phải phục vụ cho tôi, tầm bậy, anh đóng không đủ để nuôi cái miệng của anh nữa mà anh đòi. Các bạn thấy không, chỉ cách nhau con đường con lộ thôi, và bên đây là đã đứng được đường như thế này rồi. Tại vì không đóng thuế thì anh phải đi đường đất thôi, mà người dân Mỹ họ chấp nhận, họ hiểu được điều đó. Đấy, anh không đóng thuế thì anh phải đi con đường như vậy, anh đóng thuế vào thì chính phủ nhà nước ta mới xây lộ xây đường lên cho anh, chứ đâu phải mà tự nhiên mà có đâu, đâu ngồi đó chờ xuống rụng rớt xuống ăn, những con đường ổ gà bể nát tùm lum hết trơn, chứ đâu phải giỡn đâu, đâu phải là đây là những con đường mà chính phủ nó không có sửa chữa đâu, nó hư nó cũng không thèm sửa chữa, tại vì anh không có đóng đủ cái phần thuế đó thì chính phủ đâu có sửa cho anh đâu, đâu phải anh nghĩ rằng Mỹ người ta đóng thế là ai cũng gian còn. Thành ra mình phải nhìn thấy cái thực tế là như vậy. Bởi cái đám mà bao que sổ lá, cái đám mà thành phần mà chống phá đất nước của mình, các bạn biết nó xuyên tạc. Các bạn thấy những đường như vậy chạy nó lòng còng như xe ngựa vậy, đâu phải dở, cũng ổ gà, nó cũng bể, cũng tùm lum hết. Cho nên cuộc sống mà cái thằng Mỹ nó thực dụng, nó dạy cái giới trẻ của nó cũng vậy, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, chết thì phải lết vô hồ, như vậy thôi, chứ đâu có ai mà tự nhiên qua Mỹ là được ban phá đâu. Nhưng mà nó có tính nhân đạo, và khi những người mà ở quốc gia khác mà tới nước của nó đó thì nó sẽ giúp những người này để họ đứng trên đôi chân của họ, để họ có thể đứng lên và họ có thể tự sống, và họ làm rằng họ đóng thế vào trong nguồn lợi của quốc gia. Bạn thấy những con đường bể nát như vậy, chứ không phải đấy đâu, những con đường bể nát hết, chính phủ nó cũng đâu có sửa đâu. Giờ có khóc biểu tình la làng nó cũng không sửa nữa. Đấy, những con đường như vậy thì hỏi đâu phải lúc nào chính phủ nó cũng sửa cho mình đi đâu, đúng không? Thấy những con đường như vậy xã hội Mỹ đấy, những người mà người ta đi làm á, người ta đóng thế vào trong Mỹ á, là rất là ghét mấy cái thành phần mà ăn bám, cái thành phần mà ăn hại, mấy cái đám bao que sổ lá đó, tụi nó là những cái thành phần mà nó sợ mất đi cái phần của nó hay gì đó. Khi mà mình nói lên những cái sự thật của nước Mỹ, cha con tụi nó sợ té đá cái quần, mà trong khi đó nó chê Việt Nam. Bạn thấy con đường nó thê thảm, ổ gà nó bể nát hết trơn, năm này tháng nọ chính phủ cũng chẳng sửa. Đấy, nó có sửa đâu anh không đóng thế đủ mà chính phủ lấy tiền đâu mà sửa. Có những con đường nó chỉ sửa thôi, nó không đủ khả năng chi phí
chi tiêu cái tiền tiền thuế, tại vì Mỹ nó có nhiều chức quyền lắm, nó có chính quyền liên bang, chính quyền tiểu bang và chính quyền nó gọi là local, chính quyền địa phương nữa. Đấy, thì những mỗi chính quyền nào nó thu thuế thì nó làm cho cái khu vực đó, nếu nó không thu thuế thì nó đâu có làm cho cái khu vực đó được tốt lên được. Nhưng ở những cái khu mà đô thị lớn thì lúc nào cũng vậy, thành đông người thì người ta đóng thuế nhiều. Như ở Việt Nam các bạn thấy, các bạn đi ra mua ổ bánh mì các bạn đâu có đóng thuế đâu, các bạn đâu có trả tiền thuế, nhưng mà ở Việt các bạn mua ổ bánh mì các bạn cũng phải trả thuế, mua tô phở cũng phải trả thuế, mua cái kẹo cũng phải trả thuế. Cuộc sống nó là như vậy, thuế mọi thứ đó. Đóng tiền thuế rồi tiền gọi là tiền phí, những cái tiền lệ phí đó, thay vì những cái loại tiền phí lệ phí tiền thuế thì nó dùng, nó còn gọi là tiền tiền phí đi ship hàng mà vô những cái chỗ mà là mà làm giấy tờ cũng vậy, muốn làm lẹ thì phải trả tiền thêm. Nó hay cái chỗ đó. Đấy, cho nên nó giảm được cái vấn nạn gọi là tha hối lộ. Anh muốn ưu tiên thì anh phải trả tiền thêm. Đấy, anh muốn phục vụ lẹ thì anh phải trả tiền thêm. Các bạn thấy không, có những cái khu vực khu nhà đường thì có chỗ thì rất là đàng hoàng, là bởi vì những cái khu này nhà cửa nó cất rất là nhiều và người ta đã đóng thuế đủ cho cái số lượng của chính phủ vào trong cái ngân sách của chính phủ rồi, của chính quyền địa phương rồi, thành ra đường nó đàng hoàng như vậy. Thế còn mà không đóng thì anh đi đường đất hay là những cái đường ổ gà nó bể nát, chính phủ chờ lâu lắm khi nào nó mới có đủ cái ngân sách đó, nó mới ra xuống nó sửa cho anh đi thôi, chứ đâu phải mà anh muốn có được là anh có đâu. Cho nên cái nước Mỹ nó muôn màu muôn mặt. Còn mấy cái đám mà Mỹ, cái đám bao que thì mấy cái đám này nó bị thần kinh hay sao, khi mình nói về nước Mỹ thì tụi nó rất là sợ, rất là sợ. Nó ngồi đó nó dậy động động lên, nó bảo là sao không về Việt Nam ở đi, nó chê Mỹ. Người Mỹ họ cũng chê cái đất nước của họ, họ chê, họ đem lên những cái hình ảnh xấu để đặng mà họ khuyến khích để cho người ta phấn đấu lên, chứ không phải là chê theo kiểu ngồi đó xuyên tạc. Nó không phải như vậy, không phải như vậy. Xã hội đất nước nào cũng nó muôn màu muôn mặt. Thằng Mỹ nó là hiện Trung Quốc nữa, nó đâu phải là một cái nơi thần tiên gì đâu, nhưng chỉ đáng tiếc cho những cái thành phần bao que xỏ lá chống cộng lên trên mạng, những thành phần mà qua được Mỹ rồi đi làm chết bà cố luôn, đóng thế cái gì cũng phải đóng hết. Anh mà trốn thế, tụi sợ thế mà nó biết được là chết với nó, nhưng mà trốn sao phải trốn cho khô. Đấy, cho nên một số những người mà thành phần, nhất là dân đi làm nem,